Năm 2020, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ phát hành tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định giai đoạn 2009-2019. Đây là công trình kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định năm 1990-2020 do nhóm tác giả Trần Quang Khanh, Lê Hoài Lương, Phạm Kim Sơn biên soạn. Tuy có thể chưa bao hàm một cách đầy đủ là tuyển tập văn xuôi hay nhất của các tác giả Bình Định trong giai đoạn này, nhưng tập sách là sự tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của các tác giả từ năm 2009 đến năm 2020, hiện đang sống và viết trên mảnh đất quê nhà. Tập sách dày gần 700 trang bao gồm 87 tác phẩm của 27 tác giả, gồm các thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, tùy bút, hồi ký, với những góc nhìn đa chiều và đầy tính nhân văn về con người, về cuộc sống qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt những cây bút kỳ cựu như Lê Hoài Lương, Mai Thìn, Nguyễn Mỹ Nữ hay Trần Lệ Thu tiếp tục cuộc hành trình tìm tòi trên trang viết và gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhà thơ, nhà báo Trần Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, để cùng nghe ông chia sẻ nhiều hơn về tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định giai đoạn 2009-2019 lần này. Xin chào ông, với tư cách là chủ biên của tuyển tập lần này thì ông có thể làm chia sẻ nhìn nhận một chút về tuyển tập cũng như là ông nhận định như thế nào về tuyển tập 2009-2019 này so với giai đoạn trước? Trong vòng 10 năm qua, phải nói rằng là văn xuôi Bình Định đã có một cái bước phát triển rất là vượt bậc, đặc biệt là cái lực lượng, là cái đội ngũ sáng tác là nó thay đổi và nó rất là đông đảo về số lượng. Chúng ta biết từ những cây bút văn xuôi ở giai đoạn trước như là anh Lê Hoài Lương, anh Trần Quang Lộc, chị Mỹ Nữ hay là anh Phạm Hữu Hoàng, anh Trần Quang Khanh, trong cái giai đoạn này tiếp tục là sáng tạo ra những cái tác phẩm và có những cái thành tựu mới, đặc biệt là trong vòng 10 năm qua một cái lực lượng mới hùng hậu ra đời. Có thể kể các cây bút văn xuôi mới phát triển sau này như là tôi nói từ ở ngoài các cái huyện phía Bắc trở vào, anh Ngô Văn Cư, chị Võ Hạnh, chị Văn Thị Hương, anh Bùi Tấn Phước, anh Nguyễn Hữu Duyên, chị Nguyễn Thị Phụng, anh Trần Duy Đức, rồi là anh Trần Như Luận, anh Triều La Vĩ, anh Phạm Kim Sơn và một loạt các cái bút trẻ. Thì có thể nói rằng là trong vòng trước và sau 10 năm, một loạt gần 20 tác giả mới về văn xuôi. Đây là một con số mà phải nói là một sự đột phá rất là lớn về cái lực lượng sáng tác. Thì tất cả những cái đội ngũ như thế họ đã xuất hiện và họ nhanh chóng nhập vào cái làng văn Bình Định và họ có những cái tiếng nói nhất định trong cái làng văn của cả nước. Đó là một cái điều mà phải nói rằng là rất là hiếm hoi, rất là hiếm thấy ở một cái giai đoạn nào, ở một cái địa phương nào trong vòng 10 năm, trên dưới 10 năm đã xuất hiện một cái lực lượng, một cái đội ngũ gần 20 người viết văn xuôi mới là như vậy. Đó là một cái điều rất là đáng tự hào của cái tuyển tập văn xuôi Bình Định mà chúng tôi đưa vào hôm nay. Thưa ông, có thể thấy trong tuyển tập lần này thì đề tài mà lấy cảm hứng từ quê hương thân thương, từ nơi chôn nhau cắt rốn được rất là nhiều tác giả khai thác, như là chùm bút ký tản văn của Trần Duy Đức hay là Mai Thìn, Vân Phi đã khai thác rất là thành công về quê hương thân thương trong tâm khảm của mỗi người. Thì ông có thể là chia sẻ một chút về mảng đề tài này trong tuyển tập. Đối với cái mảng đề tài quê hương đất nước thì nó đậm đặc trong các cái thể loại là tản văn và bút ký. Tất nhiên đây đó nó cũng xuất hiện làm bối cảnh cho các cái truyện ngắn của Bình Định, nhưng mà chủ yếu vẫn là tản văn bút ký, nó là đậm đặc nhất, nó là cảm xúc nhất, nó truyền tải tốt nhất cái hình ảnh quê hương đất nước đối với mỗi con người, đối với các nhà văn. Thì hiện nay chúng ta có một số cây viết bút ký tản văn nó có những cái xúc cảm về quê hương đất nước rất là đẹp. Chúng ta có thể kể như là anh Ngô Văn Cư, hay là như là anh Bùi Tấn Phước, rồi
là vào trong này thì có anh Trần Duy Đức ở An Nhơn, anh Văn Phi và đặc biệt là nhà thơ Mai Thìn. Đối với nhà thơ Mai Thìn thì khi mà rời cái lĩnh vực thơ chuyển qua cái lĩnh vực văn xuôi là viết tập văn bút ký thì anh có những cái ngôn ngữ rất là mượt mà thể hiện cái tình yêu quê hương của mình, từ là dòng sông bến nước con đò, những cái ngồng cải của vườn quê, tất cả những cái thứ đó làm nên những cái hình ảnh rất là đẹp về quê hương đất nước, mà nó cứ mang mát, nó cứ mượt mà trong mỗi cái tấm văn bút ký của các bạn, của các anh chị viết về quê hương. Thì đó cũng là một cái điểm đặc sắc của cái văn xuôi Bình Định mà được tuyển vào trong cái tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định. Vâng, thưa ông, trong quá trình mà ông biên soạn cũng như là chọn lọc những cái tác phẩm vào trong tuyển tập lần này thì có điều gì làm cho ông trăn trở? Vâng, thì làm tuyển tập nào cũng vậy, điều trăn trở nhất của cái người tổ chức tác phẩm đó là tiêu chí để mà đưa các tác giả vào cái tuyển tập. Thì tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định, chúng tôi là có những cái tác giả là người Bình Định nhưng họ không sống ở Bình Định, họ sống ở các cái tỉnh, thậm chí là sống ở nước ngoài, họ có những cái tác phẩm về văn xuôi rất là tốt. Nhưng mà thực sự liên lạc với họ rồi là nắm cho hết cái lực lượng đó thì cũng rất là khó, cho nên chúng tôi cũng đưa ra ngoài tiêu chí. Hay là như các cái tác giả là người Bình Định nhưng mà họ cũng có những cái tác phẩm văn xuôi rất là tốt nhưng họ không cộng tác với chúng ta, họ cũng không muốn đứng chung trong một cái đội ngũ 10 năm văn xuôi Bình Định. Cho nên là khi mời thì họ là không hợp tác chẳng hạn, họ không tự nguyện, họ không tình nguyện lắm thì chúng tôi cũng không có tuyển vào. Cho nên đó là tôi mới nói trong cái lời nói đầu, đây là một cái sự tập hợp nhằm mà nỗ lực phát huy những cái cố gắng của anh em trong 10 năm, những cái bút văn xuôi của mình trong 10 năm, những người là hội viên đang sống và viết ở Bình Định. Và nó cũng không có tham vọng, đó là nó những cái tác phẩm hay nhất của Bình Định. Tại vì biết đâu đó có những tác phẩm hay nhưng mà chúng ta vẫn chưa được tuyển vào đây. Nó nằm ở trong các cái tác giả và nó không có thể nằm ở trong cái tập, trong cái mà tiêu chí chúng ta tuyển chọn. Thì đó là một cái điều trăn trở đối với những người làm tạp chí. Nhưng mà rồi là làm tuyển tập nào cũng vậy thôi, nó phải có tiêu chí và chúng ta phải bám vào tiêu chí đó để chúng ta thực hiện. Sau này không có ai có những cái ý kiến gì khác. Đó là một cái điều trăn trở đối với cái người chủ biên cái tập sách là tôi. Truyện ngắn là thể loại chiếm số lượng nhiều nhất trong tuyển tập lần này. Mỗi truyện ngắn mang đến cho người đọc một cách tư duy sáng tạo khác nhau, dựa nên cách tiếp cận đề tài, hình thức bố cục tác phẩm cũng như thế giới quan của tác giả. Một số cây bút chủ lực truyện ngắn duy trì tiếp nối từ tập Nhìn lại 10 năm văn xuôi Bình Định 1995-2005 có Nguyễn Mỹ Nữ, Phạm Hữu Hoàng, Trần Quang Khanh, Trần Quang Lộc, Lê Hoài Lương, Mai Linh Giang. Văn xuôi Bình Định 10 năm 2009-2019 lại có thêm một số tác giả như Trần Văn Bạn, Ngô Văn Cư, Mang Viên Long, Trần Như Luận, Lưu Thị Mười, Nguyễn Văn Phi, Bùi Tấn Phước, Phạm Kim Sơn hay Triều La Vĩ. Các thể loại nhật ký, bút ký, tản văn được đưa vào tuyển tập đều là những tác phẩm trữ tình, bộc lộ cảm xúc trực tiếp qua những sự việc đã lưu thành ký ức hay sự tồn tại trong đời sống thực tế thường ngày. Người đọc có thể bắt gặp những câu chuyện cảm động từ thực tế nóng bỏng của một thời đã qua, những trái tim đau thương, những tấm lòng cao cả qua nhật ký nữ nhà báo chiến trường của Trần Lệ Thu. Hay Nguyễn Thị Phụng lại thể hiện nỗi trăn trở trong tình yêu và gia đình với tản văn Cho anh xin lỗi. Chùm tác phẩm Cây bằng vuông, Chuyện chẳng liên quan gì nhau, Đường đời còn dài vẫn thể hiện cá tính đặc biệt của Lê Hoài Lương với lối viết góc cạnh, thức thời và sâu sắc không thể nhầm lẫn. Ngoài ra sự góp mặt của trích đoạn tiểu thuyết Thầy Gotama và 8.000 đệ tử hay Đời vớ vẩn của Trần Như Luận cũng mang đến thêm sự phong phú cho tuyển tập về mặt thể loại. Vậy thì ông nhận xét gì về mảng truyện ngắn trong tuyển tập lần này cũng như là mảng truyện ngắn của Bình Định ở trong giai đoạn này so với giai đoạn trước thì có nét gì đột phá hơn hay không trong kỹ thuật viết thưa ông? Cái thành tựu
và truyện ngắn trong văn xuôi là vẫn là cơ bản, vẫn là chủ đạo nhất của 10 năm các cái bút Bình Định là theo đuổi về mặt văn xuôi. Rồi là những cái truyện ngắn của 10 năm cũng như là trong cái tuyển tập này, cũng như là những cái truyện ngắn mà anh em sáng tác trong 10 năm qua thì trước hết phải nói rằng là nó hết sức đa dạng, phong phú về đề tài. Đó là một cái sự tiếp cận rất là tốt của văn nghệ sĩ đối với cuộc sống, từ cái đời sống xã hội đến lịch sử, từ là nông dân đến là thị dân, rồi là từ những cái trăn trở trong cái cuộc sống đời thường, rồi là trong tình yêu, vân vân, tất cả đều là đậm nhạc khác nhau. Nó tạo nên một cái tổng phổ rất là đa sắc đối với cái văn xuôi Bình Định trong cái 10 năm qua, và nhất là đối với truyện ngắn Bình Định. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là vui, rất là tự hào. Chúng ta có thể kể một số tác giả, ví dụ như là theo đuổi về cái mảng lịch sử thì đặc biệt có những cái tác giả rất là trung thủy, như là nhà văn Phạm Hữu Hoàng hay là nhà văn Triều La Vĩ, những cái người mà chuyên khai thác lịch sử của dân tộc để mà viết. Đặc biệt anh Phạm Hữu Hoàng thì là những cái nhân vật của anh hầu hết là những nhân vật lịch sử trong của cái Bình Định chúng ta, dưới cái thời và dưới cái triều đại Tây Sơn, ảnh đã khai thác rất là nhiều những cái con người lịch sử. Tuy nhiên viết truyện ngắn lịch sử không có nghĩa là chúng ta sao chép lại lịch sử, mà ảnh đã mượn những cái nhân vật lịch sử để mà nói lên những cái điều của thời nay. Cũng như vậy đối với anh Triều La Vĩ thì anh Triều La Vĩ mượn lịch sử nhưng mà là rất là đặc sắc. Mỗi người có một cái cách khai thác lịch sử khác nhau, nhưng mà họ đều gửi gắm những cái thông điệp rất là hiện đại, rất là mới mẻ vào cái tác phẩm của mình trong cái vấn đề là viết truyện ngắn về đề tài lịch sử. Rồi là còn nhiều cái đề tài khác, những cái đề tài về chiến tranh và thời hậu chiến thì rất là nhiều người khai thác. Ở đây có thể kể như là Võ Hạnh, hay là anh Lê Hồi Lương, hay là anh Trần Quang Lộc, hay là một số cây bút như là anh Trần Quang Khanh. Tất cả là họ đều có những cái truyện ngắn nói về cuộc chiến tranh, nói về cái cuộc sống thời hậu chiến, nói về những cái thân phận người sau chiến tranh, có những cái truyện ngắn đề cập đến vấn đề hòa giải dân tộc, những cái vấn đề mà cũng rất là hiếm hoi các cái nhà văn động tới trong cái thời gian qua. Rồi là có những cái truyện ngắn về đề tài đô thị hóa, rồi là về những cái phận người, về tình yêu, về thân phận phụ nữ. Nói chung thì tất cả mỗi cái tác giả của văn xuôi Bình Định đều là có những cái đề tài để mà khai thác, và họ đều có những cái thế mạnh. Ví dụ như Lưu Thị Mười thì viết về thân phận phụ nữ rất là tốt. Như Võ Hạnh thì khai thác những cái tâm trạng sau chiến tranh, đặc biệt là đối với những cựu chiến binh thì Võ Hạnh có những cái truyện ngắn rất là hay. Vậy là các cái tác phẩm tác giả khác như là Trần Quang Lộc thì cũng khai thác những cái mảng đời sống xã hội, những cái mảng như là khuất lấp từ trong cái mỗi cái phận người. Nói chung là truyện ngắn Bình Định 10 năm qua phải nói là rất là đa dạng về đề tài. Cái lối thể hiện thì tinh gọn hơn, hình tượng nhân vật thì phải nói rằng là gây ấn tượng nhiều và đặt để lại rất là nhiều cái thế giới hình tượng của các cái nhân vật trong cái lòng người đọc. Đó là cái điều rất đáng kể, không những thay đổi về chất, không những thay đổi về lượng, mà về chất của mỗi tác phẩm cũng được nâng lên rất là cao. Mà chúng ta biết trong thời gian ngắn vừa qua, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, một loạt các cái bút văn xuôi được kết nạp vào Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ví dụ như anh Lê Hồi Lương, sau đó là anh Trần Quang Lộc, hay là anh Triều La Vĩ, tất cả những cái bút văn xuôi đó đã khẳng định mình trên văn đàn của cả nước và đã chứng tỏ được mình và đã có những cái mức đột phá rất là lớn trong cái chất lượng để cho Hội Nhà văn Việt Nam họ kết nạp vào Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thì đó là phải nói rằng là không chỉ là có một lực lượng hùng hậu mà chúng ta còn có được một cái những cây bút mà rất là chất lượng, là có khẳng định được mình trong cái vị thế văn chương của cả nước. Các cây bút trẻ cũng chiếm một phần không nhỏ cho bức tranh toàn diện của 10 năm văn xuôi Bình Định.
Bên cạnh những cây bút kỳ cựu, tác phẩm của những tác giả trẻ này cũng có một hồn cốt riêng, vừa phóng khoáng, vừa mới mẻ, nhưng vẫn có độ đầm nhất định trong câu từ. Phải kể đến Nguyễn Đặng Thùy Trang với từng lát cắt đời sống khá tinh tế, sắc nét, động lại như những vẻ đẹp của văn chương. Cây bút này vẫn không ngừng tìm tòi về tứ truyện, xây dựng kết cấu mới trên nền tảng ổn định với văn phòng hiện đại. Đã có gia đình nhỏ, Vân Phi dường như sáng sỏi hơn, trải đời hơn trong cách nhìn và viết. Ba tác phẩm xuất hiện trong tuyển tập đầy tình người tình quê nồng đượm, gắn kết đầy dung dị. Vừa đưa độc giả thăm một miền hoa cúc ở Vĩnh Liêm, Bình Lâm, Hà Thanh, Vân Phi lại chuốt say từng trang viết bằng thứ men nồng của đặc sản rượu Bình Định qua bút ký, đi trong men rượu hương nồng. Nếu Nguyễn Thị Mỹ Tiên vẽ ra một không gian quen thuộc với đồng bào vùng cao An Toàn, An Lão, với cảm xúc thật là trong veo, tinh khôi như sương sớm cùng tản văn, về miền khởi sinh, thì Lê Hứa Huyền Trân lại mang đến cho người đọc những nuối tiếc về tình yêu hay tình gia đình bền chặt trong Người đàn ông đi về phía biển và Tin nhắn cuối mùa. Cây bút Thiên Nga Sojun, Chân Phương trong hai tác phẩm viết về đề tài miền cao cùng nỗi trăn trở trong công cuộc bảo tồn rừng già gây xúc động cho người đọc. Tất nhiên còn cả chặng đường dài phía trước để các cây viết trẻ trưởng thành hơn nữa trong phong cách, sự tư duy và cả vốn sống. Nhưng với việc góp mặt vào tuyển 10 năm văn xuôi Bình Định cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thế hệ kế cận của văn chương tỉnh nhà. Thưa ông, trong tuyển tập và lần này, ngoài những cây bút kỳ cựu thì còn có sự tham gia của các cây bút trẻ với cách viết rất là mới mẻ, cách tiếp cận đề tài rất là độc đáo như là Nguyễn Đặng Huyền Trang hay là Nguyễn Thị My Tiên, Vân Phi hay là Thiên Nga Sojun, Lê Hứa Huyền Trân. Thì ông nhìn nhận như thế nào về thế hệ kế cận của văn học Bình Định? Vâng, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm đặc sắc nhất của văn học nghệ thuật Bình Định trong thời gian qua đào tạo được một cái đội ngũ, bồi dưỡng được một cái đội ngũ, một cái lực lượng viết trẻ rất là đông đảo. Thì như là em đã kể đó, thì tất cả những cây bút là phải nói là có gần 20 cây bút trẻ và được coi như là trưởng thành từ trong vòng 10 năm qua. Thì những cây bút văn xuôi mà được tuyển vào đây, thì các cây bút trẻ thì tiếc là trước đó là một năm, năm 2018 thì đã có một cái tuyển văn trẻ dành cho các bạn. Thì các bạn dưới 35 tuổi thì đã tuyển vào đấy 22 tác giả như tôi đã nói. Và một số các bạn là những cái tác phẩm đặc sắc cũng đã tuyển vào đấy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn coi như là chọn lọc một số tác phẩm mà chưa tuyển vào văn trẻ để đưa vào 10 năm văn xuôi Bình Định đối với các bạn trẻ. Thì điều đó chứng tỏ rằng là sức viết của các bạn rất là dồi dào, rất là mạnh mẽ. Các bạn vừa mới thực hiện xong một loạt các tác phẩm đăng trên văn trẻ Bình Định, bây giờ lại có tác phẩm mới để mà tuyển vào 10 năm văn xuôi Bình Định. Thì có thể có những cái, chúng ta có một cái đội ngũ trẻ viết văn xuôi rất là triển vọng. Có thể kể như bạn đã nói là Nguyễn Đặng Thùy Trang, rồi là Nguyễn Thị My Tiên, rồi là chị em, đặc biệt là chị em Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Hân, đó là cặp chị em ở Phú Mỹ. Một bạn, bạn Tuyết Mai thì đang là sinh viên đại học, bạn là Trần Thị Hân thì đang là học phổ thông. Nhưng mà bạn Trần Thị Hân vừa rồi là đạt giải nhì cuộc thi văn chương Bình Định, thì phải nói rằng là đó là một cái rất là đáng mừng. Rồi là chúng ta có thêm một số cây bút khác nữa như là Nguyễn Anh Nhật, hay là Lê Thị Cẩm Tú, hay là Vân Phi, hay là Thiên Nga Sojun. Cái lực lượng trẻ này là bây giờ chúng ta tính lại thì khoảng độ trên 15 người lực lượng trẻ, và chúng ta đầy tin tưởng và đầy hy vọng vào cái thời điểm tới. Thí dụ như là 10 năm sau nếu mà chúng ta có tuyển nữa, tôi hy vọng rằng là cái lực lượng trẻ này sẽ chiếm một cái khoảng rất là lớn trong cái tuyển tập 10 năm văn xuôi là Bình Định kế tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định giai đoạn 2009-2019 ra đời cho thấy tiềm lực mạnh mẽ của các cây viết Bình Định cũng như sự vui mừng khấp khởi về một tương lai phát triển hơn nữa của văn xuôi Bình Định nói riêng và văn học nghệ thuật Bình Định nói chung. Và hy vọng rằng là mà thời gian tới khi mà dịch bệnh đã được đẩy lùi thì sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa ra mắt độc giả nhằm gìn giữ văn hóa đọc thật là đẹp của người dân Việt Nam. Xin cảm ơn ông Trần Quang Khanh đã đến với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và chúc cho ông luôn có thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.